Thế kỷ 21 ở Việt Nam đang chứng kiến những sự chuyển mình kỳ lạ. Quan điểm về lập gia đình đã đi từ chuyện khắt khe, giữ cái ngàn vàng trước hôn nhân, tới sông xanh chảo lưu bác sĩ bảo cưới. Và manh nha trong xã hội lúc này, một vấn đề còn đáng suy ngẫm hơn cả việc có bầu trước hôn nhân đang âm thầm diễn ra. Đó chính là các cặp vợ chồng trẻ kết hôn rồi nhưng mà lại không muốn sinh con đẻ cái. Tại sao con cái không còn là ưu tiên, là đích đến hàng đầu trong những cuộc hôn nhân thời nay? Tại sao các cặp vợ chồng không còn thấy rằng kết hôn và có con là một điều tốt đẹp, hợp lẽ tự nhìn nữa? Có phải đây là một vấn nạn mới của xã hội, cần được quan tâm và nhìn nhận sâu sắc? Đây cũng chính là những tò mò của tác giả Johnny buổi trưa khi bắt đầu đặt bút cho bài viết Kết hôn nhưng không sinh con, thế nào và tại sao? Trong video này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những quan điểm đến từ nhóm vợ chồng trẻ không sinh con này thông qua sự quan sát và ghi lại của tác giả Johnny buổi trưa. Xin lưu ý, video chỉ xét trên một nhóm đối tượng đã kết hôn và ngại có con, không ưu tiên việc sinh con ngay, dần dẫn đến việc qua độ tuổi sinh nở tốt nhất, dẫn đến không còn muốn có con nữa. Nhóm người trẻ độc thân không muốn kết hôn và sinh con không thuộc đối tượng được bàn luận đến trong video này. Được rồi, và giờ thì hãy cùng xem video ngay thôi nào. Những lý do tại sao vợ chồng trẻ ngại đẻ con. Lý do thứ nhất, lo sợ hôn nhân không bền vững, ảnh hưởng đến con cái. Hạnh phúc mãi về sau ư? Rõ ràng là chúng ta không sống trong cổ tích như thế. Và kết hôn rồi sống với nhau cả đời, không màng đến biến cố, thậm chí là sự độc hại của mối quan hệ, cũng không phải là quan niệm của người trẻ trong xã hội bây giờ. Họ rất hiểu, chuyện tình cảm của hai người không phải lúc nào cũng êm đẹp. Thường thì khi mới yêu, mọi thứ đều có màu hồng mơ mộng. Sau một thời gian thì có nhiều vấn đề hơn xảy ra và chúng ta bắt đầu nhìn thấy nhiều hơn các màu sắc của một mối quan hệ tình cảm. Có khi suốt khoảng thời gian yêu đương của hai người không có chuyện gì nghiêm trọng, nhưng đến khi kết hôn rồi thì lại khác. Lúc đó không còn là chuyện riêng của hai người nữa mà là thành chuyện của hai gia đình. Vai trò trách nhiệm đã khác. Rồi khi có con, vai trò trách nhiệm của hai người lại khác hơn nhiều nữa. Điều đó dẫn tới rất nhiều vấn đề khiến tình cảm đi xuống, hôn nhân không bền vững. Thứ nhất là các yếu tố bên ngoài. Áp lực tài chính và thời gian, đó là áp lực phải kiếm nhiều tiền hơn để chu cấp cho gia đình, con cái. Khi đặt mục tiêu kiếm nhiều tiền hơn thì đồng nghĩa với việc chúng ta phải dành nhiều thời gian cho công việc hơn, như là làm thêm giờ, làm ngoài giờ hay là làm những cái công việc khó khăn, trách nhiệm cũng cao hơn. Chúng ta đồng thời cũng phải dành thời gian cho các mối quan hệ có liên quan tới công việc như là khách hàng, bạn bè, đối tác, nên phải giảm bớt thời gian cho gia đình và bản thân, con cái. Tâm lý so sánh. Dưới tác động của Internet và mạng xã hội, chúng ta dễ dàng tiếp cận thông tin hơn, đặc biệt là các thông tin từ các nguồn này lại mang tính khoe khoang và thiếu sự kiểm chứng. Chúng dẫn tới tâm lý so sánh, đố kỵ và khiến cho chúng ta thường cảm thấy không được hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống hiện tại. Thêm vào đó là các thông tin về cuộc sống tự do, cổ vũ ly hôn nếu như mà hôn nhân không hạnh phúc cũng nhiều hơn so với trước. Điều này thực ra không phải là xấu, bởi vì đúng là nếu bạn có một cuộc sống hôn nhân tồi tệ thì nên rời bỏ. Tuy nhiên, càng tiếp cận nhiều thông tin mà không biết sàng lọc, không biết phân biệt và thiếu kỹ năng giải quyết xung đột thì lại khiến cho chúng ta dễ hành xử sai. Thứ hai, các yếu tố bên trong tác động tới đời sống tình cảm có thể kể đến là: ở bên nhau lâu ngày khiến cho chúng ta trở nên quen thuộc hơn, không có cảm giác nhớ nhung, xa cách khiến cảm xúc cũng bị nhạt dần. Hàng ngày thấy rõ được những cái thói hư tật xấu của nhau cũng dễ khiến cho người ta chán nhau hơn. Tuổi tác tăng lên dẫn tới những thay đổi về tâm sinh lý khiến cho chúng ta có những cảm nhận khác về tình yêu và cảm xúc. Có thể ta sẽ thấy bớt vồ vập, bớt ham muốn, mọi thứ chậm lại và giảm sức hút. Không có mục tiêu gắn bó trong tình yêu dễ bỏ, đề cao vật chất và vẻ bên ngoài hơn. Đó là những thứ dễ thay đổi, nên nếu dùng nó làm mục tiêu thì chúng ta cũng sẽ dễ thay đổi hơn và dễ chán, dễ từ bỏ hơn. Có thể thấy, kết hôn và sinh con không khiến cuộc sống đảm bảo được sự ổn định về mặt tình cảm, đảm bảo về cuộc hôn nhân mặn nồng hơn, mà còn gây ra áp lực tài chính lớn hơn, thời gian phân bổ cho con cái, chăm sóc cho bản thân bị giảm sút để đảm bảo thời gian làm việc, dẫn đến tâm lý đôi vợ chồng luôn dễ ở trạng thái căng thẳng, mệt mỏi, dễ cau gắt, nên là tăng mâu thuẫn. Tóm lại, đây là một nỗi lo chính đáng vì trong cuộc sống hiện đại càng ngày càng có nhiều vấn đề,
áp lực, đặc biệt là tại các thành phố lớn. Khi chúng ta vẫn chưa làm tốt các kỹ năng giải quyết vấn đề này như là quản lý thời gian, giải quyết mâu thuẫn, khi chúng ta chưa có nền tảng tài chính tốt, thì chưa có con ngay cũng là một quyết định hợp lý. Câu hỏi đặt ra là làm sao để chúng ta học được những kỹ năng trên từ sớm trước khi phải lo nghĩ về chuyện hôn nhân, có con? Làm sao để xác định được thời điểm khi nào có con thì tốt? Và liệu cái nỗi lo sợ mọi thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của mỗi người có phải là một điều đáng quan tâm? Lý do thứ hai, lo sợ về vấn đề kinh tế không nuôi được con như kỳ vọng, sợ con khổ. Đảm bảo tài chính là một chuyện. Đảm bảo tài chính để nuôi con như là kỳ vọng, cho con một cuộc sống tốt nhất lại là một chuyện rất khác. Muốn con được hưởng những điều tốt nhất là không sai và hoàn toàn là mong muốn tự nhiên của mọi cha mẹ. Nhưng mà khi không thể đảm bảo thực hiện được điều này, đó lại trở thành một lý do khiến các cặp vợ chồng trì hoãn sinh nở. Lý do này thuần về kinh tế, bởi áp lực tài chính trong việc nuôi con và dạy con không hề nhỏ, đặc biệt là ở trong các thành phố lớn, trong nhóm người có học thức cao và khả năng tài chính tốt. Chúng ta có thể dễ dàng thu thập được thông tin về chi phí khám thai tại các bệnh viện, chi phí sinh con, biểu phí các dịch vụ chăm sóc trẻ sơ sinh, chăm sóc bà bầu, bà mẹ sau sinh, chi phí tiền thuốc, khám chữa bệnh, tiêm phòng của trẻ nhỏ tại các phòng khám nhi và các cơ sở tiêm phòng vaccine, chi phí học và học thêm ở các cấp, mầm non, tiểu học, trung học, v.v. Chi phí bỉm sữa, đồ cho trẻ sơ sinh, trẻ em tại các cửa hàng, tạp hóa, siêu thị chuyên bán đồ cho trẻ em. Tổng hợp tất cả các khoản này, chúng ta sẽ có một bức tranh khá rõ về số tiền để thai nghén và nuôi dạy một đứa trẻ kể từ khi nó còn trong trứng nước cho tới khi 18 tuổi, chưa kể là những cái chi phí lạm phát. Với mức chi tiêu ở các thành phố lớn, chúng ta sẽ không khỏi giật mình về số tiền này. So với mức thu nhập của một nhân viên văn phòng bình thường, chỉ trông chờ vào tiền lương mà không có thêm thu nhập nào khác thì nó khiến họ bị ngộp thở. Có người chi tới 60-70% thu nhập cho việc nuôi và đi học của con cái. Điều đó dẫn tới họ chẳng còn khoản tiền nào cho các nhu cầu của bản thân, các khoản chi tiêu thỉnh thoảng phát sinh trong gia đình hay là trong các mối quan hệ xã hội. Họ thường xuyên rơi vào cảnh bí tiền, phải vay mượn để chi tiêu, giật gấu vá vai nên luôn bị mắc kẹt ở trong vòng lặp này. Một điều nữa là cái suy nghĩ luôn dành thứ tốt nhất cho con. Điều này khiến cho chúng ta sẵn sàng chi mạnh tay hơn, nhiều tiền hơn cho các quyết định liên quan tới con cái. Dịch vụ y tế đắt hơn, món ăn ngon hơn, quần áo tốt hơn, đồ chơi xịn hơn, học phí nhiều hơn. Nên khiến những người trẻ tuổi, công việc và thu nhập chưa tốt cảm thấy đó là một áp lực lớn. Họ lo sợ không đáp ứng được những cái điều tốt nhất cho con cái nên là chưa dám có con. Lý do thứ ba, lo sợ không có thời gian cho con cái. Lo sợ không có thời gian cho con cái không chỉ xảy ra ở những gia đình không vững tài chính mà còn ở chính những gia đình tài chính dồi dào. Việc họ đặt mục tiêu cao cho công việc thường gắn với cả mục tiêu tài chính ổn định hơn ở trong tương lai, trong đó cũng là để có tài chính cho con cái. Tuy nhiên, vấn đề xảy ra là càng bận rộn với công việc, người ta càng khó thoát ra khỏi trạng thái này, kể cả khi có nền tảng tài chính tốt. Quỹ thời gian dành cho con cái cũng tùy theo khả năng đáp ứng và mong muốn của mỗi người, nên là không có quy ước chung. Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu, khi đứa bé mới ra đời thì cần nhiều thời gian hơn. Ví dụ như là phụ nữ phải nghỉ thai sản từ 4 đến 6 tháng kể từ khi sinh nở, để vừa hồi phục sức khỏe, vừa có thêm thời gian chăm sóc con nhỏ. Không riêng người vợ, người chồng, chưa kể hai bên gia đình cũng phải giúp sức. Do đó, nếu điều kiện gia đình hạn chế về nhân lực và vật chất thì áp lực thời gian cho con cái sẽ thường rất nặng nề. Thực tế thì rất nhiều người trẻ lo sợ cái việc nghỉ thai sản sẽ đồng nghĩa với việc mất việc làm do thời gian nghỉ quá lâu, công việc có người khác thay thế. Bởi hiện nay, lao động cho các công ty tư nhân là chủ yếu, môi trường làm việc cạnh tranh cao, đòi hỏi phải sát sao với công việc liên tục nên rất khó để có quỹ thời gian nghỉ dài lên tới vài tháng. Do đó, lý do sợ không có thời gian cho con cái còn ẩn chứa lo sợ bị mất việc làm và mất nguồn thu nhập. Lý do thứ tư, lo sợ mất tự do, không có thời gian và thời gian cho bản thân. Một khi đã có con thì cái việc nuôi dưỡng con nhỏ đòi hỏi sự chăm sóc liên tục, hàng ngày. Phương án mà ông bà chăm sóc cũng chỉ là có thể trong một thời gian ngắn, mang tính hỗ trợ chứ khó có thể thay thế được vai trò của cha mẹ. Điều này đặt ra một cái nỗi lo là không có sự tự do vì cái lúc nào cũng phải quanh quẩn với con cái trong các hoạt động ăn ngủ, vui chơi và học hành.
Việc đó chiếm gần hết thời gian và tâm trí còn lại ngoài giờ làm việc của họ, dẫn tới việc họ không có thời gian cho bản thân nữa. Các hoạt động cá nhân trước đây rất bình thường, như là uống cà phê, đi xem phim, thì sau khi có con trở nên rất khó khăn. Cái giai đoạn khó khăn này thường kéo dài từ 3 đến 5 năm, tùy theo từng điều kiện gia đình. Trong khi đó, nhu cầu hưởng thụ, tự do phát triển bản thân của người trẻ tuổi là rất cao. Điều này không chỉ xuất phát từ bản thân họ, mà là còn do bạn bè, do hình ảnh, tin tức ở trên Internet tác động, kích thích. Chính vì vậy, quyết định muốn có con đòi hỏi họ phải đánh đổi rất nhiều thứ, chấp nhận thay đổi trong một khoảng thời gian tương đối dài, từ 3 đến 5 năm với trường hợp có một con, và từ 5 đến 8 năm với trường hợp bạn có hai con, nếu trung bình mỗi con cách nhau 2 tuổi. Việc này sẽ khiến rất nhiều bạn trẻ không chấp nhận được, dẫn tới tâm lý ngại đẻ con. Còn về góc nhìn của tác giả, sau khi xem xét hết 4 lý do trên, tôi tự đặt ra một câu hỏi: ý nghĩa của việc có con là gì? Điều đó có thật sự quan trọng và bắt buộc phải làm không? Có nhiều góc nhìn khác nhau về điều này, có thể kể đến như: con cái là kết quả của tình yêu, là sợi dây kết nối tình cảm vợ chồng. Khi tình cảm lứa đôi chín muồi thì họ kết hôn. Khi tình cảm vợ chồng chín muồi thì họ sinh con. Đây là điều hợp lẽ tự nhiên và rất tự nhiên, không cần gượng ép. Họ muốn sinh con đơn giản chỉ bởi vì tình cảm đã đủ độ chín. Giống với quy luật triết học, tích lũy đủ về lượng sẽ thay đổi về chất. Quan niệm con cái là bảo hiểm khi về già của cha mẹ vẫn còn rất phổ biến ở trong xã hội. Nguyên nhân theo tôi có lẽ là do trước đây xã hội chưa có các chính sách an sinh xã hội, bảo hiểm xã hội, nên bản thân mỗi người, mỗi gia đình sẽ phải tự lo. Cách tốt nhất để có người chăm sóc khi già yếu chính là sinh ra và nuôi dưỡng một người để họ làm điều đó cho mình. Thứ ba, con cái là người nối dõi tông đường, thừa kế tài sản, thờ cúng tổ tiên. Đây là nét đặc trưng trong văn hóa và phong tục tập quán, nên nó có một vai trò hết sức quan trọng trong tâm lý mỗi người. Áp lực phải có con thường bị tác động bởi nguyên nhân này, đặc biệt là phải có con trai. Sự công nhận về quyền thừa kế không chỉ có trong bản thân gia đình mà còn đến từ trách nhiệm của một cá nhân đối với dòng họ. Người ta có thể nhận con nuôi để rồi cho người con thừa kế tài sản, nhưng mà việc thờ cúng tổ tiên lại phải chuyển sang cho người khác vì dòng họ không công nhận người con nuôi này. Điều đó đủ cho thấy sức ép rất lớn trong việc phải có con đến từ phong tục tập quán của làng, xã, họ tộc. Thứ tư, con cái giúp cha mẹ phát triển tình yêu thương và trách nhiệm hơn. Việc sinh ra một con người, nuôi dưỡng và dạy dỗ một con người là điều hết sức thiêng liêng. Nhiều bậc cha mẹ sẵn sàng làm đủ mọi thứ vì con cái, dành hết những thứ tốt nhất cho con chỉ với suy nghĩ không để con phải khổ. Tất nhiên là không phải bậc cha mẹ nào cũng làm tốt vai trò của mình, cũng phát triển tình yêu thương và tinh thần trách nhiệm. Nhưng đó chỉ là thiểu số, bởi vì tình mẫu tử, phụ tử vốn là tự nhiên, hết sức bản năng mà không cần phải được dạy bảo. Theo tôi, điều quan trọng nhất chính là việc có con giúp cho chúng ta phát triển tình yêu thương và trở thành con người có trách nhiệm hơn. Có câu, có con mới hiểu lòng cha mẹ. Khi có con, chúng ta thấy được sự vất vả trong việc nuôi dạy đứa con của mình, thì đồng thời cũng hiểu được những vất vả của cha mẹ đã nuôi dạy ta như thế nào. Điều đó tạo ra một cái thứ thấu hiểu mà không cần phải nói ra. Sự thấu hiểu này sẽ giúp các thế hệ gần nhau hơn, hòa thuận hơn và làm thúc đẩy lòng hiếu thảo một cách tự nguyện. Đó là hai yếu tố quan trọng để hình thành nên hạnh phúc. Sự cho đi một cách tự nguyện, tiền bạc, thời gian, sự quan tâm, yêu thương, lo lắng đối với đứa con của mình mà không đòi hỏi điều gì. Khi làm được điều này thì chúng ta sẽ dễ cảm nhận được hạnh phúc ở trong tình yêu. Sự đền đáp một cách tự nguyện, hiếu thảo hơn với cha mẹ, phụng dưỡng họ khi về già, như vừa là sự đền đáp, vừa là sự cho đi của tình yêu. Tuy nhiên, do mỗi người có những cái góc nhìn khác nhau, một mục tiêu khác nhau nên khó có thể giữ được sự thuần túy trong hai yếu tố trên. Sự cho đi thường đòi hỏi đền đáp, con cái phải ngoan, phải đạt điểm cao, con phải làm cha mẹ nở mày nở mặt, con phải báo hiếu cha mẹ khi cha mẹ về già. Chính vì cái sự đòi hỏi đền đáp này mà chúng ta cảm thấy việc nuôi con trở thành một khoản đầu tư, một khoản bảo hiểm hơn là một thiên chức được làm cha làm mẹ. Do vậy, để phá bỏ được tâm lý ngại sinh con, chúng ta cần những giải pháp mang tính tổng thể. Những điều này cần được tìm hiểu, học tập, rèn luyện từ sớm chứ không phải là trong thời gian ngắn có thể làm được. Nói tóm lại, đối với tác giả Jimmy Buổi Trưa thì cái việc kết hôn và có con là một phần của hành trình sống, phát triển tình yêu thương
và trở thành một người tốt hơn. Nhưng điều này cũng phải đánh đổi rất nhiều trong cái xã hội càng ngày càng phức tạp hiện nay. Đó chính là lý do những cặp vợ chồng trẻ hiện đại đã và đang manh nha xuất hiện những cái dấu hiệu ngại sinh con, cho dù độ tuổi đang rất chín muồi cho việc sinh nở. Các bạn nghĩ sao về những lý do này? Chúng đúng hay sai? Còn điều gì thiếu mà tác giả chưa nhắc tới? Hãy comment ở bên dưới cho Spider Room biết nha. Đừng quên ấn vào phần mô tả của chúng mình để đọc bài viết đầy đủ, cũng như là tham khảo những giải pháp đưa ra của tác giả Johnny buổi trưa trong bài viết Kết hôn nhưng không sinh con, thế nào và tại sao? Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại. Mình là Pink Dot. See ya!